Dạ, Tuyết kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay đó thì Tuyết quay trở lại nhà của bác bảy trai và bác bảy gái, đó là ba mẹ ruột của chị Sáu, là chị Thúy Sáu là chị dâu của Tuyết. Rồi dạ hôm nay đó thì Tuyết cũng thay mặt một em bên Mỹ xin phép giấu tên đến để mà mua quần áo mới cho hai cháu, đó là cháu Tí Nị và cháu Nhi. Thì cháu Tí Nị đó là học lớp 8, còn cháu Nhi thì học lớp 1. Dạ thì ba mẹ của bé thì cũng cũng như là không có quan tâm chăm sóc nữa, hiện tại thì đang sống với ông nội bà nội. Thì mẹ bác bảy gái thì đi bán vé số nuôi hai cháu ăn học, còn bác bảy lớn thì hồi xưa này cũng có nuôi vịt đẻ đó quý bà cô chú. Rồi bác bảy trai mới bị té trong đồng á, rồi bị tai biến tới giờ luôn, rồi chân cẳng tay chân đồ rất là yếu, cho nên là bác chỉ đi đứng nó hơi khó khăn á. Dạ thì trước khi mà Tám mua quần áo, trao quần áo với gạo gia vị nêm nếm cho hai cháu, thì cho Tuyết gửi lời cảm ơn đến em rất là nhiều nha. Chúc em sức khỏe dồi dào, công việc thì lúc nào cũng suôn sẻ, có nhiều may mắn trên bước đường công danh và sự nghiệp của em. Và Tuyết mời quý bà cô chú anh chị và các bạn đi cùng với Tuyết. Thì lúc trước thì Tuyết cũng hay vô đây mua mít rồi với ổi đồ của bác bảy, với bác bảy cũng trồng đâu được mấy hàng mía gì đó. Dạ thì do đó là bác bảy gái hàng ngày thì đi bán vé số, còn bác bảy trai thì như ở nhà nấu cơm cũng chưa được luôn. Dạ chào chào hai bác bị bệnh chứ rồi có gì là bác bảy trai là bệnh bữa nay nên là mấy năm ha em bác bảy gái? Đâu cả 3 năm gì hả? Cả 3 năm gì rồi. Khoảng 3 năm rồi hả? Khoảng đó. Là trong thời gian 3 năm nay đó là có mình bác gái đó là mình bươn chải ha. Thì bươn chải tôi đi bán số đó, bán số. Thì đâu có làm gì đâu. Tối ngày đâu có mặn gì đâu. Đi về cả 10 giờ 11 giờ đâu rồi quay đâu. Quay qua cơm nước rồi tới chiều đó rồi. Không có nghỉ được giờ nào chứ. Giờ coi như là tê toàn mình trên tê. Dạ. Rồi hiện tại là bác trai là còn có dùng thuốc tai biến không? Dùng cứ có tiền thì mua, dùng không có tiền thì nghỉ. Vậy ha. Mình có bảo hiểm không bác? Có bảo hiểm. Có bảo hiểm mà lần đi lãnh thuốc khó khăn quá. Mình phải xin giấy chuyển đồ đúng không? Giấy chuyển chờ đợi xuống ngồi lâu chịu không nổi. Rồi ông mua uống thuốc xin thuốc từ thiện không đó. Thuốc lãnh đó, thuốc lãnh người ta cho đó, uống không chứ có cho hợp hay hợp, người kia cho hợp hay hợp chứ. Thuốc đó là thuốc gì? Thuốc tây hay là thuốc tàu? Thuốc tàu. Thuốc tàu hả? Ừ. Lâu lâu gửi cho hợp uống hết cái thôi ngưng. Yeah. Tay chân mình mấy giờ nó tê cứng ngắc à. Bởi đi lãnh thuốc rồi vô trống ngồi xuống dưới ngồi chịu không nổi. Ở nhà thì tối ngày hai cái võng sang qua sang lại hai cái võng. Dạ, yeah. Nó tê mà nó mỏi dữ lắm hả ba? Tê tay chân nó tê, nó sưng ngón lên rồi nha. Tới chừng nó hồi tê hồi nó cái nó xẹp nó móp rồi. Kỳ đó, tới chừng nó vậy. Con nghĩ là sao nhiều khi bác không có dùng thuốc tây đầy đủ á. Thì thuốc tây đâu. Bác sĩ đi khám bác sĩ nói về đi trị liệu đi chứ bệnh này trị thuốc tây nó không hết. Thì nó dập cái tỷ cổ trong này nè, dập cái tỷ trống á. Thành ra nó không hết. Về trị liệu cũng mấy tháng, 2-3 tháng cũng không trống trời trống trách không hết. Giờ đây thuốc bắc thuốc nam gì uống riết rồi ngán quá uống nổi. Yeah. Rồi giờ uống thuốc hợp thì lâu lâu rồi bà chị mới cho hợp. Bà chị ngoài đường nè thấy thì mới cho uống chứ đâu có tiền đâu mà mua. Dạ yeah, cũng như thuốc đó là bên đông y. Đông y á. Dạ trị xương khớp tê bại nữa mà uống vô nó cũng trống trơ trống trắc, giờ mặn gì không được trơn, tay chân mặn gì không được trơn. Dạ
giờ ngồi đi, đi lận cận gì được thì đỡ, chứ mỗi lần đi mắc kè mắc khiêng không à, chứ đâu có đi được đâu. Dạ. Rồi rồi bác gái mình bà hổng ra mình bán vé số đâu được không bác? Bán thì nói chung thì cũng lấy gai cũng được, mà bây giờ đông người bán quá mình bán cũng chậm lắm. Với lại cái này bị thằng nhỏ đi học rồi đó, rồi đâu có lấy nhiều được nữa. À thằng anh của bé này, nhỏ này nè, nó đi học đó. Rồi Tết này ba mẹ bé có gì không? Chắc là rồi, chắc là bỏ luôn rồi. Năm rồi có gì không? Không. Ba năm nay nó không có mấy năm gì. Nay nó có về đây đâu. Ba năm nay không về thăm con luôn hả? Không về thăm con không cái gì đó. Rồi có liên lạc gì không? À nói ngay thì lâu lâu cũng điện mẹ con thì điện nói chuyện đó, chứ về đây thì không có gì à. Vậy đó hả? Ừ. Nó về bên nhà nó không à? Vợ chồng bây giờ cũng chia tay rồi. Như hai đứa nó thôi nhau ha. Chắc thôi rồi, bỏ rồi. Thì nhỏ này mẹ nó bỏ nó. Mẹ ở đây rồi đó. Thì bây giờ nó ở đây với tôi. Lo tiền cho nó đi học không? Một ngày là nhỏ này là 30.000 rồi, thằng kia là 40-50.000 nữa. Là tiền đi học á hả? Nhỏ này 20 à. Sáng học cơm với lại cho thêm buổi sáng 5.000, chiều 5.000. Vậy là 20.000 đó. Là cái như bé này là một ngày á đi học là 20.000, còn thằng lớn? Thằng lớn thì tới sáng vấn số thì nó ăn được hết 20-30 rồi. Thì chiều đi học nó mấy chục nữa là ngày nó 50 đó. Ngày 50. Rồi bé cháu cháu nó bán rồi một buổi như vậy là lời được nhiêu? Không, 100 tờ thì được 100.000. 100 tờ được 100.000 mà bán buổi sáng được 100 không? Thì tôi bán đó. Rồi nó đi học có khi một tuần là nó đi học buổi sáng ba lần rồi, 3 ngày đi học một tuần á. Là hai người bán là được có 100 vé hả? 100 vé hả? Tại vì nó đi học cầm chừng hoài buổi sáng buổi chiều luôn á, thành ra mình đâu dám lấy nhiều. Có nhiều bán không hết. Dạ. Vậy đó, thành ra lấy đâu có nhiều, 100-120 trái lợi ha. Bán chưa có đủ tiền đâu. Dạ. Bán bữa nào mất đắp tiền nhà thêm cá mắm này kia, đồ ăn. Thì có còn hơn không? Hơi đuối hả bác bạn? Vừa lo ăn mệt lắm, vừa lo hai đứa nhỏ học nữa. Thì cha má nó là gửi tiền về cũng đỡ, không gửi gì một đồng xu nào hết mấy năm nay, ba năm nay con. Luôn bởi còn ta thấy con cháu người ta có tiền có bạc ăn sung mặc sướng, còn mấy đứa này nghèo khổ rồi ăn thất thường người ta dữ lắm. Nó nghe nè, con có thích theo mẹ không? Không hả? Không nói, không có nói sao mà bỏ luôn. Thích ở với ai? Nội. Thích ở với nội hả? Là lúc mẹ bé đi là bé mấy tuổi bác bảy? Đâu cả nó 3-4 tuổi gì. Con nhớ mẹ không? Đưa về nó bỏ đây tới giờ. Nó 3 tuổi đi ở đó. Cười dễ thương quá. Hôm đưa qua bên bển cho con Thúy An dạy học đó. Qua bển ở được cả tháng gì đó. Một tháng. Nửa tháng gì. Đâu 10 bữa nửa tháng hay gì được. Nó xéo sắc lắm, nó thôi cái miệng mồm nó chứ lắm. Ở trai mà được. Nói chuyện nhiều hả? Nói chuyện nhiều lắm. Nói chuyện quá trời chứ không nổi. Đã gì vậy? Mình nói nhiều mà chứ mình đâu có lì đâu, phải không? Lì nó sao không lì? Có lì không? Có lì không con? Sao không nói? Không nói cho con nghe. Có lì không? Có lì không? Cô hai đuổi con gì có vậy? Bị chị An quýnh không? Phải không? Không. Chị An có quýnh hả? Chị An thương không? Nói thương. Thương mà. Thương mà. Nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện gì giật một hả? Tết gặp chị An ở đó không? Không. Hỏi. Chị Sáu nói tợ nó đang ngủ. Chị đang ngủ mà nó cũng vô nó kêu dậy để hỏi chuyện. Nó nói chuyện dữ dằn lắm. Trừ ra nó ngủ thôi à. Chứ nó thức cười thôi. Nói chuyện mà la hoài cũng nói. Thì em ơi, thì Tuyết gửi tiền cho bác Bảy á. Nhờ bác Bảy mua. Chứ tại mấy bé vừa bán vé số rồi vừa đi học nữa rồi. Giờ dắt á, Tuyết nó không có cùng giờ với Tuyết rồi, cho nên là Tuyết gửi tiền bác Bảy mua. Thì cái này á, thì áo của Tí Nị hả? Bảy là hai bộ, ăn đứa hai bộ. Hai bộ đó. Hai bộ. Cái này á, thì bác Bảy bác mua, bác lựa đồ rẻ mua không mà. Giải thưởng. Cái này á, thì nãy Tuyết có ghi giá nè.
chưa để coi, cái này là một bộ của tí nị. Đây là đồ mặc Tết, để bên đây đi, một bộ áo này luôn đó không vậy? Dạ. Điều phát. Này mình làm áo mặc cũng được luôn mà, điều phát vừa ấy đâu được hết. Điều phát. Áo đã mặc đi đổi rồi, đưa cục rồi. Nó hơi ngắn hả bác ngắn rồi, áo kia, áo kia. Chừng nữa bác Bảy dẫn nó theo, dẫn nó theo. Cái này mình đổi được mà mua. Được, mua quen. Nó nói nó. Còn mạc mà. Dạ. Mình đổi được. Dạ. Mình mất công đi chứ, cái quần cũng cục, hơi cục rồi. Rồi bác Bảy đi bằng cái gì? Xe đạp đó. Dạ. Chạy xe đạp ra chợ. Ừ. Chợ gần đây không bác Bảy? Chợ chơi, vòng rồi đó. Chợ Bình Hòa. Bình Hòa đó. Chợ Bình Hòa hả? Ừ. Từ Bình Hòa vô đây khoảng bao nhiêu cây số anh Năm? 3 cây số. 3 cây hả? 3 cây rồi bác Bảy đạp xe đạp hả? Thì tôi đi bắn số đó cũng đạp không đó. Đạp thì được chứ lộn bộ đây ra tới đường là rồi gãy sống muốn gãy ngang luôn rồi. Đi đâu có nổi đâu. Vậy hả? Mà chạy xe đạp thì không sao? Xe đạp thì gắn gượng chạy. Còn về mới biết mệt. Chứ hồi lúc đi không có mệt. Dạ. Bán ghét cho hết, bây giờ người ta bán cũng hơi nhiều đó, rồi bán mình tranh thủ. Đúng rồi, ăn cũng không dám ăn luôn đó, ăn là tôi mua đồ tôi. Vừa bán vừa đi vừa ăn không đó. Gì đó hả? Chứ không dám mà ngồi quán người tiệm mà bắt đầu bán bây giờ đó. Không biết ngồi quán ra sao đó. Đừng biết là con biết rồi, có gì mình đổi lại số nhỏ không có sao con. Cái này thì được rồi, dài gì cái quần hơi dài chút được rồi. Hai bộ đồ con chịu hao nè, con còn cao nữa đó, con cao hơn bé Xu mấy nữa. Đây hai bộ đồ bộ với một cái đầm. Cái đầm này nó mặc vừa không bác Bảy? Cái áo này chắc hơi chật rồi. Ra đổi lại số lớn được nhỏ, đổi được không? Tại vì nhỏ này không nói nữa nè, không biết đổi được không. Con nghĩ được giao. Được. Nếu như mà mình nhắc lại mình sách này là đồ của người ta, ta nhìn biết chưa à. Dạ. Vậy là hồi sáng bác Bảy nên đi bán rồi ghé mua luôn chứ không có chở bé theo hả? Không có chở theo. Dạ. Vậy là con nghỉ buổi sáng hả? Sáng nay dạ. Con không đi học hả? Dạ không. Kỹ đợi mua lấy đợi lăn coi đồ mới hả? Có không? Vậy chứ gì chứ vậy nè, đợi lăn coi đồ mới nè. Bà nội kêu con nghỉ rồi nha. Đó. Chứ không phải con tự nghỉ hả? Thì đúng rồi, bà nội đồng ý cho nghỉ thì con mới dám nghỉ chứ đúng không? Dạ. Ừ. Tám cũng ham học lắm. Tám dặn bà nội con là làm sao rồi nghỉ 1 tiếng mà cho tắm vô tắm quay mà. Chứ con đi tắm quay ai vậy? Đi gì? Mà kêu nghỉ học mà không là không. Không chịu nghỉ. Bệnh cũng đi. Ham học. Vậy đó ha. Không chịu nghỉ. Mấy bữa mình bệnh rồi kêu thôi nghỉ học đi, xin phép cho nghỉ, không chịu, cũng đi. Dạ. Chưa rồi cũng đi học. Dạ. Không chịu nghỉ. Nó nghe nè, có đồ mới rồi vui không? Vui không nói? Vui. Nó con vui. Con vui. Làm gì nửng mà nổi hoài đó, nghe nó nói chuyện nè quá. Ngày nó hung theo, hung hít mệt cũng chết vậy. Con thương bà nội, con ở với bà nội nha. Thôi đừng có nói gì, đang lớn chút nữa hả? Vậy thì giọt rồi. Gặp anh nào đẹp trai cái mê rồi. Có không? Rồi nó nghe nè, bây giờ mình nhận đồ mới nè. Rồi có gạo nè. Rồi có gia vị nêm nếm là nấu cơm cho con ăn nè. Rồi con phanh tay cảm ơn chú đi. Con cảm ơn chú. Đứng dậy đằng nè. Rồi đứng dậy. Con cảm ơn chú. Chúc chú thật nhiều sức khỏe. Chúc chú thật nhiều sức khỏe. Rồi gì nữa? Làm ăn phát tài phát đạt. Nói đi. Nói. Làm ăn phát tài. Làm ăn phát tài. Tiền vô như nước. Tiền vô như nước. Nói đi. Tiền vô như nước. Rồi cảm ơn con. Làm tiền đạo mất tiêu chưa? Cô nữa nè, sao không cảm ơn cô nữa? Cảm ơn cô. Nhớ Tám không? Biết Tám không? Mẹ của bé Xu á. Dạ. Nhớ không? Biết không? Vô nhà Tám chơi ngoài đó nhớ không? Đồ này mặc đồ tao cho không? Có đồng mua. Mấy cái kia bạn chê cho á, bạn tao chặt cái cho. Cho. Dạ. Rồi với cái hôm bữa con nghe chị Sáu nói là bộ bắt bảy trai nuôi cá hầm kế bên ha. Nuôi hầm kế bên nè. Mình nuôi nhiều không mà sao lái nó không mua.
nuôi cũng mấy ngàn con đó mà giờ không tiền nổi rồi, không tiền cho ăn bỏ đói nè. Vậy là bây giờ cá mình hiện tại là bao nhiêu nửa ký không các bạn? Nửa ký à? Chắc trở lại á, nửa ký trở lại khoảng nửa ký trở lại ha. Giờ hết tiền cho ăn không rồi bỏ đói vì không gài bỏ đói nó rồi có lớn lao gì đâu. Thì xin cơm nguội xin cơm nguội mà sớm cho ăn không như mua thức ăn thì tiền đâu có 300-400 ngàn bao mua hoài chịu gì nổi, lỗ tính ra lỗ rồi. Là bác Bảy nuôi cái gì với cái gì? Cá điêu hồng với cá tài tượng. Có hai thứ gần. Cá sặc gần hả? Ba thứ mà giờ không biết còn được bao nhiêu, như chắc còn còn thấy mặt thì nó nổi lên đó thì tài tượng chứ mà điêu hồng không à, còn sặc gần thì không thấy. Không biết còn hay không. Vậy là còn cá tài tượng với cá điêu hồng. Dạ, vậy là mỗi một con, vậy là con lớn là chắc khoảng nửa ký hả bác Bảy? Nửa ký, con lớn được nửa ký. Là tối đa là nửa ký? Nửa ký. Rồi sao mà bán hàng nó không chịu mua bác Bảy? Nhỏ quá đi chê gì. Bây giờ bán nó khó bán. Ở đây nó bán lẻ không chịu mua. Bán lẻ bán không được. Dạ đúng rồi. Mặn hàng lớn người ta mua, người ta tiêu thụ ở đâu chứ ở đây mặn hàng nhỏ này mình kêu nó không mua. Dạ, với cá bây giờ con thấy nó bán cũng hơi chậm. Bởi vậy. Dạ. Bây giờ tính kêu mấy đứa xúm lại nó bán giùm cho hết đi rồi mà khỏi tốn thức ăn nữa. Để thức ăn hoài chứ gì nữa. Ai đâu tiếp không? Chị Sáu bây giờ vừa nuôi đẻ rồi vừa bán bún nữa, đâu có thời gian đâu mà bán cá cho bác. Nó nói để đi ăn qua Tết rồi nó bắt nó bán. Nó cầm hường rồi. Thôi lo gì chứ. Ở đó này cái bên đó mà nó mấy tháng trời nó kêu qua tới tôi được. Liệp à. Điện nó không khi nào. Mà điện nó không được luôn. Điện không bắt máy luôn nữa. Chỉ đi bán bún chứ không có đem điện thoại sao. Nó không bỏ điện thoại mình. Điện nhiều khi công chuyện gì muốn điện nó điện trần ai không được. Tôi nói hoài cho chị dắt tôi chứ tao với ba mày nha. Bà đứt cái giò mắm đó mà tôi điện nó qua đang chở bà vô trong mai đó mà điện không được, điện con cảm hường tránh thì nó mất đi chùa, nó không có nhà. Rồi điện nó không bắt máy. Đang chúc con cho số của con đi, điện chỉ không được điện con tại điện thoại con lúc nào cũng trực bên mình chứ. Có gì có kêu trả nó dễ. Tôi nói tôi với ổng mà. Nếu mà nó mất tiêu số. Tôi với ổng mà có chết bất tử chắc rồi. Mày qua tới đây chắc là chôn luôn rồi. Không nói thiệt là hiệu điện nó không có được luôn. Dạ bắt máy liền à, điện thoại mình trong mình điện mình bắt máy, còn điện nó cần ngay sáng giờ báo biểu điện từ điện không được nên điện nó không bắt máy, nó bỏ máy theo đâu mà điện chỉ không có đeo điện thoại theo. Điện Thúy An thì nó đi học rồi nó có nhà số dạ. Mỗi lần có lấy số nó mà sao mà lạc nó mất tiêu anh đổi sim rồi đâu có lấy nữa đâu. Dạ thôi bác cũng đừng buồn, người ta chỉ đi làm suốt cũng hết ở nhà chật máy thì lắm. Thì gì buồn, dạ. Hiện gì nói chuyện nghe chứ biết dạ. Nó bữa nào nó cũng bán hết đó. Dạ, sáng là thức sớm rồi, đẩy xe đi. Thì nói chung nó cũng cực đó. Qua đó dạ. Sáng chiều gì cũng đi hết. Bù đầu, lớp nào hồi nhỏ nuôi đẻ rồi lớp nó đi bán. Thì chồng nó thấy con... Đi về ngoài rồi. Đi về ngoài. Mới đi sáng này hả? Về sáng hả? Dạ, về hôm qua, về ngoài đi làm. Vì không ngờ nó đâu cũng có chục bữa gì rồi hả? Con Di sao? Di ở với bệnh viện đâu cũng 5-6 ngày. Rồi giờ đây đâu được khoảng 2 ngày nay rồi. 2-3 ngày vậy. Dạ. Hôm hôm nghe nhỏ khóc quê quê điện hôm hôm đó. Nhỏ khóc quê quê ta nói đùm rồi nè có tiếng mình bé khóc. Mẹ nó không chịu ngủ. Thức hoài. Chị cũng dỗ không đó, Di có biết dỗ đâu. Rồi vừa bán bún rồi ban đêm ban hôm ngủ nghe được gì đâu. Phải coi tiếp con gì nữa. Chỉ làm riết cái cho ngoại đi. Không nhớ cái gì luôn. Hồi đó thì cực khổ với má con, cha con, rồi giờ tới cháu. Cháu rồi ha. Cháu. Không có giờ nào nghỉ hết. Vô thấy bà muốn đi hầm. Trời ơi, ông đạp đi giáp hầm đi rồi tôi vô tôi 5-3 bữa tôi chạy xe bắt nhà chạy xe vô cũng cặp gì nói bán. Ông ngoại mắc mua không. Mà nó đúng mẹ này rồi báo tao không vô cắt thì tùm lum dưới hầm hết trơn. Không rẻ có vô đâu. Giờ nó ra đọt tùm lum hết trơn.
tao cắt cho mày ăn một ôm nó đem nhỏ á. Dạ. Dạ bác Bảy ơi, thì cái bác Bảy kêu bằng cháu đi, thì cháu này bên Mỹ có gửi là mua, nhờ con đó là mua 2 bộ đồ, thì bác cũng mua giùm con rồi, thì mỗi một bé là 2 bộ, thì có bé Nhi, do là bác mua đồ nó rẻ quá đi tùm lum hết trơn á. Dạ. Không, ai cũng không nói không có hết trơn rồi, kệ gặp cái đầm không mua thí tính mua. Dạ rồi thì tính nghỉ rồi, tính mua cái đó đầm một hả. Không, không có sao này cái gặp còn dư tiền bác Bảy. Tại con tính một bộ, nếu như mà con mua thường thường là bộ đồ tây, mà bộ đồ mà giải được một bộ là từ giá 400 đó, cái quần jean áo rồi luôn khoảng 400-500 là bộ đồ tây á nha. Cho nam á mà bác mua này con thấy giải này giải thường không, thì thường á. Dạ thì tám cũng xin nhắc nha, thì này bác Bảy mua nè, thì cái đầm này 80 hả bác Bảy? 80. Cái đầm này 80. Đồ bộ thì một bộ có 50 ngàn thôi, hai bộ này nó thì nó 100. Rồi hai bộ đồ bộ của Tí Nị đó thì mỗi một bộ đó nó 220. Hai bộ là 440 ngàn. Thì tổng cái quần áo là 620 ngàn. Còn gạo này thì gạo thơm lài, một bao 50kg là gạo bữa nay lên. Chị Liễu hồi sáng chồng chị Liễu chở qua là 950 ngàn, là gạo thứ trao cho gia đình của Thúy đang gặp với quý bà cô chú. Gạo lại thơm, hôm bữa 900, bữa nay lên 950 rồi. Dạ, còn dạ đem tới còn lên nữa đó bác. Gia vị nêm nếm thì gồm nè, dạo nước mắm 22 ngàn, chai dầu 29 ngàn, cái lăng đường 24 ngàn, ký đường, bịch bột ngọt 32 ngàn, ngọt này sagi ha, sagi, dạ 32, nước tương, chai nước tương này 5 ngàn, nước tương gì vậy ta, vàng Việt ha, hàng Việt, nước tương 5 ngàn, thì tổng cái gia vị nêm nếm này là 112 ngàn, 112 ngàn với gạo, gạo 950, gia vị nêm nếm 112 ngàn, thì tổng cái số tiền hết luôn đó là nó 1.682.000. Tám xin nhắc lại, 1.682.000 là hết luôn. Đúng rồi sao? Thì 100 đô của em đó thì 2.450.000, thì 8 trừ ra là 1.682.000, còn lại là 768.000. 768 coi như mình tính tròn đi là 770.000. Cái tiền dư con trai bắt 7 luôn ha, là 7 này là 700. Đưa thêm 70 nữa. 70 ngàn hả bạn? Thì cháu này giấu tên, thì bác Bảy cứ kêu bằng cháu là được rồi. Thì không có tên, trong đây không có tên. Cũng cảm ơn ngày cháu gì đó đây. Giấu tên đó bạn. Dạ. Cũng cảm ơn nhiều lắm, nhờ cháu mà gia đình mới được có gạo ăn, có cháu nội, hai đứa cháu nội có đồ mặc. Rồi có gia vị nêm nếm rồi trong gia đình đó, vậy là tôi cảm ơn cháu nhiều lắm nha. Chúc cháu mua Tết này vui vẻ, mà ăn phát tài, phát của, phát lộc gì cũng phát hết. Dạ thì để con đăng cái clip này lên coi có mạnh thường quân nào mà muốn phóng sanh hoặc là mua cái hầm cá của bác mà để cho bà con cho em. Thì có gì con cho bác hay, chứ bây giờ mình để đợi chị Sáu biết chừng nào đây đến Tết. Đây đến Tết còn tháng mấy nữa rồi mình không có cho nó ăn, có ăn được giết rồi cá nó không nhớ không nhớ. Mà khoảng bao nhiêu ký hang bác Bảy hết cái hầm mình á? Chắc cũng mấy trăm ký à, từ 500 ký trở lại. Khoảng 500 ký trở lại hả? Vốn của mình là xuất ra hết bao nhiêu rồi? 16 triệu rồi đó.
tầm khoảng 16 triệu. Dạ, để cho con quay sơ cái hầm cái. Giống như chuyện cá cho ăn. Không, bác Bảy ở đó đi, con ra con coi được rồi. Bác Bảy đi mất công đây rồi. Có cái gì cái nó mệt nữa. Mô phật. Con đi nha. Đi. Đây cái hầm cá dưới này kìa, cá đuôi hồng kìa, nằm dùm này được không anh? Nó nơi nó bơi kìa. Em sợ em bước xuống cái nó ấy. Nãy đi em dùm lại cho. Dạ đây, mới giục cơm nguội xuống đó quý bà cô chú. Giục cơm nguội xuống đó thì giờ cá nó cũng nhảy lên nè. Cái hầm cá này thì nó cặp bên nhà luôn. Dạ đây. Hầm cá này hồi xưa đó thì để nhốt vịt nuôi vịt đó. Rồi bây giờ không có nuôi đó. Đó cá đuôi hồng bà lớn đó quý bà cô chú. Thấy rõ mình không? Thấy. À, cái máy đang dùm mày. Cá đuôi hồng, cá tai tượng. Cá này cá bự chắc em nghĩ là từ nửa ký đến 600 gram á. Cá nhỏ thì chắc không tới. Cá tai tượng thì cái này chắc được cái yếu quá. Cái hầm này cũng rộng đó ta ha. Hầm này bự á. Được không? Dạ. Cá này nó đói. cá nuôi này đói. Ăn lục bình luôn. Dạ thì Tuyết cũng có quay cái hầm cá xương ngang đó. Thì Tuyết cũng rất mong đó thì có mạnh thường quân nào muốn dạy cứu cái hầm cá của bác Bảy đó thì hãy liên hệ với Tuyết nha. Do đó là bây giờ đó hai bác thì cũng lớn tuổi rồi. Ngày bác trai thì cũng chân tay nó cũng yếu nữa. Thì bác thì muốn ra cái hầm cá mà bây giờ vợ hàng nó chê cá nhỏ không có lấy. Bây giờ thì cá nó thiếu cái nguồn thức ăn đó quý bà cô chú. Và thì cái vốn mình xuất ra thì khoảng 16 triệu rồi nhưng mà cũng chưa có bán được cái gì. Và thì Tuyết cũng rất mong đó có tấm lòng hảo tâm nào của Mạnh Thường Quân á. Muốn giải cứu thì liên hệ với Tuyết, số điện thoại của Tuyết là 098 887 8081. Dạ, Tuyết xin nhắc lại 098 887 8081. Dạ, thì cuối clip và cho Tuyết gửi lời cảm ơn đến em rất là nhiều nha. Chúc em thật nhiều sức khỏe. Dạ, cuối clip cho Tuyết gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tuyết. Dạ, Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye con.